1 đúng không ta? Tháng 11 Tây người ta bao nhiêu thì mình không biết rõ. Hôm nay sẵn dịp mình đi chợ cùng em gái với mẹ. Mình sẽ quay tình hình ở chợ Nàng Mau của ngày hôm nay nó như thế nào nhé. Đây là mình đứng ở phía đó là phía nhà lòng chợ đó, chợ Nàng Mau đó mọi người. Thì hôm nay mình sẽ quay ngoài khu chợ trời. Mình qua cây cầu này. Là nó qua chợ trời nha. Đây phía đây thì nó có một con sông miền Tây đây, miền Tây sông nước nha mọi người. Và lấy cái cây quay phim mà đi nó lắc quá đi. Cần cái cây quay phim mà có quên rồi, về gấp quá. Rồi mấy cô bán dưa leo, đậu gồng, dưa cải. Cái nhà lá vườn. Ôi trời, tội nghiệp mấy con vịt của mọi người. Nó bị cọp nên gì để bán làm cái gì? Vậy lấy đây. 100 ngàn ơi. Đồ chợ 100 ngàn đủ hả? Hả? Không, không ăn đâu, ăn cho chết, đang đeo bao tử. Rồi sáng bị mượn tiền rồi. Xui chết luôn. Xui chết luôn. Sáng đi chợ, em gái mình đi chợ là chỉ cần 100 ngàn thôi nha mọi người. Lá trầu, đồ nèo. Bánh mì heo quay đi. Xịt rồi đậy ngõ nó tương đâu. Nó xịt thôi bỏ luôn rồi chứ. Ổ bánh mì heo quay vậy nhiêu tiền? Hả? Ổ vậy có 10 ngàn thôi hả? Trời, bánh mì heo quay gì mà ghẻ dữ vậy? Có bánh chuối. Quá trời đồ ăn luôn. Má ở đâu? Ở đâu thấy má đâu? Wow, khô. Trứng. Rồi rồi rồi, vô con đường này một hồi là quần áo. Tháng sau đâu có chợ Tết rồi hả? Bông hoa. Wow, đông nhất. Hôm qua má cũng cho ăn canh nấm, chắc má mua ở đây quá hả? Wow. Nấm. Nấm nhiều ký vậy út? 80 ngàn ký hả? Quẹo lửa.
trời. Ủa má đâu không thấy ta. Trời ơi, ít ngọt người mua quá trời ta. Có vô. Bánh. Ê, hình như bữa nay gầm nè. Hộp chè vậy nhiêu? 25 ngàn hộp chè rẻ. Xôi chè bánh 25 ngàn hộp rẻ. Cái này khỏi phải nấu ha, mất công nấu. 25 ngàn dễ ăn. Đạp vô cái gỗ núm đó đi rồi về ăn cho muôn năm luôn. Giờ sẽ theo quay. Má mà kiếm được bả cũng hơi bị khó đó nha. Nữa không? Phải nữa không? 100 ngàn mà bao nhiêu đây? 100 ngàn đó hả? Đâu tử chứ không mua rau lan gì luộc ăn ngon. Hả? Trời ăn gì nổi bao tử gì ăn gì được. Lấy tiền nữa không? Nè lấy 100 nữa đi. Diện 100 ngàn mà đi chợ gì 100 ngàn không mua được gì trơn trời. Nè 200 nha, nhớ trả nha. Có ghi hình lại đó. Hỏi trời quá trời thịt luôn. Ủa không lẽ má mà đi nhanh dữ vậy ta. Tới lộ rồi. Khoai lang, khoai lang. Bánh chùm nó 5 cái nhiêu tiền cô? À, cái 4 ngàn. Cô ít cái 4 ngàn. Mua chị ba hộp đi. Không mua hai thứ đi dễ ăn, nó đỡ ngán. Đâu biết giò đâu cô. Gầm hả? Gầm mua chỉ số gì chúng đặc biệt. Gầm mua hay chúng luôn đúng không? Số nào chúng đặc biệt, số nào chúng đặc biệt. Chúng đặc biệt phải không? Không, chúng đặc biệt mai em vô em kia em vô đây em kiếm chị nữa nha. Chết mò rồi mai chúng đặc biệt thành đại gia rồi. 10 tỷ đó không phải giỡn đâu nha. Cảm ơn chị nhiều nha, chúc chị bán đất. 200 ngàn được con bọc, có con chùm này hả? Khủng khiếp thiệt. Rồi được. Mắc gì vàng thiệt chứ. Chưa mua thịt đó hả? Được cái nấm ổ mì. Hộp chè. Cái này ta bán đồ chai nhiều quá ha.